Chào cả nhà thân mến, cảm ơn cả nhà đã đến với kênh của Bùi Trung Đẳng nhé. Hôm nay Bùi Trung Đẳng và Bùi Trung Nở, Kim Sung Loan và Bùi Trung Đạt đang có một cái phi vụ ở Campuchia. Đây là tiền Campuchia nè cả nhà ơi. Đây là tiền Campuchia. 10.000 này là 50-60.000 tiền Việt á. Nhiêu anh? Nhiêu? Một tờ 10.000 này là 60.000 tiền Việt. À, một tờ 10.000 hả? Ừ, 10.000 để ý cái đầu nè. Ờ, chào em, chào chào. Đây là cả nhà ơi, đó. Đây là tiền Campuchia cả nhà ơi. Một phi vụ rất thành công. Anh vô đó đi thấy em, anh vô đếm trước rồi thấy em. Đó, anh đếm trước đi. Rồi, xin lỗi cho. Ví dụ rồi. Thấy nó giống nhau. Để ý. Cái này đếm làm sao mà tờ tờ đó hay sao? Đúng rồi. Lúc mấy cái đó anh? Mấy cái cọc cọc thấy qua bên. Sắp ba cái giờ. Đặng. Tôi giờ tôi quen tiền này ha, giờ đưa tôi mấy tỷ cho sao đâu biết chồng sao á. Nó có số á mà. Ừ. Số 1 đúng không? Đây nè em, cái màu này làm sách tờ này là tầm 10.000. Ừ. Hiểu không? Cái này là 50.000 gần 300.000. Cái này là thấy qua bở. Cái này là 5.000, cấp theo 5.000 vậy nè. Nó kẹp cái nhiều sách cái nhà. 5.000 đúng không? Đó là 10 á. Có nhưng mà này giống nhau đúng không? Giống nhau. Cái này 5.000 nè. 5.000 đựng sách, đựng sách cái nào thứ 1 thôi. Chết rồi. Có cả tỷ không ta? Hàng chi con của nó làm đi kiếm tiền là phải rồi. Nhiều quá sao chứ nữa. Con của anh nó kêu đến tiền nó buồn, nó chốt luôn à. Kêu đến tiền mà buồn. Ừ. Mà đến tiền mà mang làm sao vậy? Đây là tờ 10.000 nè cả nhà. Đó, đây tờ 10.000 đó. Hai tờ này là 570.000 tiền Việt nè, đúng không anh? Đúng rồi. Ủa mình đóng mình đếm để rồi. Trời ơi, còn một giỏ nữa. Cho nó đếm tiền. Để gì con mình kêu đếm tiền là nó ngồi thở ra. Ngày xưa tới giờ cả nhà ơi, ngày xưa tới giờ là Bùi Trung Đẳng thấy là ông trời đếm tiền, Bùi Trung Đẳng tưởng là nó dốc. Nhưng mà hôm nay biết thiệt quá thiệt. Ngồi đếm tiền mà mệt mỏi luôn á. Mà giờ em ngán rồi đó. Tại vì nó kêu đếm tiền là nó chiếm chốt. Bởi vì thấy mấy đứa mình trên mạng đó, ngồi đếm tiền. Đặng ơi, cái này đăng lên đừng có nói địa chỉ nha. Càng ngày. Đi tay không? Đi tay không? Đi tay này là 570. Đi bao nhiêu? Đi bao nhiêu tờ là do mẹ mà sắp đi. À. Giờ nội lo cái lựa nè chị. Lựa giống giống nhau nè. Thầy mời chắc sự lựa giống nhau nữa. Tiền nhiêu vậy? Nó tiền ra, vô ra. Vô ra. À, có ngày nếu mà tiền đồng tiền nằm chỗ xếp chỗ là không có giá trị. Đâu có đồng lãi đâu. Ủa chị Na, cái này là khác nhau là đúng không? Đúng, cái này 20 nè. Cái số. Cái này 5 nè. Mày dễ 100.000 à? 50.000, 20.000. 100.000 này là 500.000 đó. 20.000. 100.000. Mở quà
bạc mà. Đã đúng tiền không mà gì vẫn đủ rồi, khỏi đi chơi. Ở đi sâu luôn. Hốt đỡ nguyên cho bớt cái lên xe cho hỏi sao giữ gì đi chở từ từ thiện cho. Này con trăm đô nữa. Ông qua đây chơi hoài mà, ông không biết nói cho tiếng cam luôn rồi đó. Trời mày đó. Bên Campuchia này người ta sử dụng tiền Campuchia và tiền đô quý vị. Chưa bị không nhận đó, nó chết muốn đi đâu mà. Còn mày đâu có quên, nó muốn đi đâu. Còn em, nghe gì đó, em nó gặp nó muốn đi mà nó nhắc lại nó từ vậy. Tiền của ông Đẳng là cái ngay đơ hả? Có ngang tờ này lấy giống nào? Trăm ngàn. Đó là trăm ngàn. Trăm ngàn. Ngàn giống này nè. Ngàn là... ra ra ngàn cái này nè. 500 ngàn. 500 hơn. Trời ơi, chúng Đẳng nãy giờ chúng Đẳng đếm tiền đồng đồng bao nhiêu hôm nay hơn quá trời, chúng ta chỉ đếm tiền quay phim cái nhầm coi cho ta biết nhiêu tờ luôn rồi cả nhà. Đúng không? Hơn quá. Nhưng mà cái tờ đó là mệnh giá bao nhiêu? Tờ này là 5.000. Đào chúng Đẳng đưa cái tờ 5.000 đó, đưa cái tờ 5.000 rồi là cái mặt kia lại luôn chúng Đẳng đây. Đây là tờ 5.000. Đây rồi, là tờ rồi, đang còn tờ bao nhiêu nữa chúng Đẳng giới thiệu cho tờ này dấu ngã không biết 20 cái vụ số à. Cái vụ dấu ngã hôm qua nay cừ ông này hoài vậy đó. Nó tiếng Campuchia mà dấu ngã không gì biết sao mà đọc, biết sao pha cổ được. Còn tờ con tờ mệnh giá nào khác nữa không chúng Đẳng? 50.000, 100.000 giới thiệu lúc đấy lúc em bây giờ có tay à. Đây là tờ 50.000 nè. 50.000. Đâu rồi lật lên Campuchia. Lực cho nó ngay nha. Đây. Dựng lên. Đúng rồi. Chính xác. Này tờ 50.000 hả? Ừ, 50.000. Rồi, anh Út lật mắt bên kia cho mọi người xem luôn. Ồ, có hình con voi nữa ha. Hình con voi với biểu tượng là cái biểu tượng là ông tổng thống Hun Sen phải không? Ông vua cha. Ông vua cha. Vua cha của ông Hun Sen hả? Ông vua là ông vua đó. Ông vua. Ông sai lòng tướng đi. Mấy thì mình biết rồi phải không? Ôi tí tối tâm mày mặt hết là xây sẵn mặt mày. Đến nhiều quá xây sẵn mặt mày ha đúng. Mình nói bên này hơn đúng ta. Thấy tiền nhiều thấy hơn nữa. Mà làm đếm có hai chồng muốn ngủ gục. Đến cửa này hơn quá. Không? Chị, bữa nay chị đi đếm mỗi cái điện thoại đi qua. Qua đếm cũng được, qua chứ mua vé xe cho về luôn. Chị qua đi đếm tiền. Miễn miễn là qua. Qua đếm tiền. Miễn là có đóng qua luôn. Ừ, 2.000. Trời, bây giờ cứ lụm như vậy các em. Không có, lụm mà nhưng mà chị phải sắp lại đúng chứ. Cái này đâu không đúng nè. Đúng chưa? Kiểm kê lại. Không có khi nó xúc ra. Tiền này là của hai vợ chồng anh Bùi Trung Nở là đang đếm tiền chuyển cho anh Bùi Trung Đạt ở giữa cái cây Đạt Thành Chợ Lách Bến Tre. Tại vì thiếu tiền nó mình nhiều quá. Sẵn đây anh Út lên đây, anh Út lên đây đếm tiền. Mình đếm lấy luôn. Sẵn đây anh cũng nói cho cả nhà mình biết là Bùi Trung Nở là gì của Bùi Trung Đẳng. À, Bùi Trung Nở là anh ruột của Bùi Trung Đẳng. Dạ. Mà Bùi Trung Đẳng là em trai của Bùi Trung Đạt, mà Bùi Trung Đạt là anh cả của Bùi Trung Nở. Nghe rối rối. Không hiểu là gì gì hết. Đứa cuộc không, đứa cuộc không có dính đâu hết á. Nên kéo nguyên dòng họ qua đếm tiền luôn. Tôi quên nó nãy quay cái nó nói hay cái ta nói được dài cái này chạy.
gì? Tắp có chừng lộn quá nha. Cái nào ấy mang qua bên đó cho anh em sống rồi, bây giờ cứ lựa cái nguyên nguyên rồi đưa anh chị kiểm lại thôi. Cái này nó có biết đường. Để đây nữa anh tự ra mấy à. Không biết đường này sắp lên. Biết sao không? Mỗi lần qua đây đánh tiền nó đổ ra cái toàn là tôi lĩnh tiền mới, cái tiền lớn hơn cái tiền đô la. Anh đâu có thấy cái tiền nhỏ. Anh đâu có gần mà tiền yên. Còn mình nó ngủ giờ này có thích lên không? Bữa không đi học là ngủ giờ này thôi, mình đi bán chiều rồi mới thích. Còn đứa nào đi học thì đi sớm. Giờ trong kia nó bóp ra. Ừ.
tiền là gian nắng. Bây giờ tôi cởi áo nè, mệt đó. Đó là mấy tờ? 20 tờ. 20 tờ nha. 20 ngàn. Anh con có cái chiếu ở đó mà nó không lắm. Mua một con tôm 100-200 đôi ăn thôi, cũng kiếm lại bổn tiền. Nặng lắm á. Chị phải mua con tôm cho ăn thử cho ăn phải quay lên. Tôm 300 đô à. Lên đây chơi mà chị thiếu tính tiền mà cái này nữa không? Không có gì đâu. Cái mà chưa đến em bỏ anh đây đi. Để anh lòng. Thôi không qua được. Lắm mới sẽ không qua. Ủa có mặt kiếm tiền trên cái bóng. Quay cái trung đẳng về ghi lại đếm tiền bằng cách nào đây. Rồi coi coi. Thử gì cho hay quá. Chào chị, chào chị, em đếm tiền mệt quá chị ơi. Chị ơi, em đưa tiền cho chị coi nha chị. Trời ơi, hồi sáng nhà em đi chung đẳng mọi người đếm tiền nè, chị coi chịu nổi đời không? Đếm mà đếm mệt. Đúng rồi, tiền thiệt đó chị. Tiền thiệt. Vô casino thì gái không tin nữa. Đây, anh này là anh đánh bài thôi em đi chung đẳng, anh chung tiền đây. Chị này cũng thôi em đi chung đẳng chung tiền đây. Anh Út đây, anh Út bán trái cây đây, ảnh cũng phải đặt đi đánh bài luôn. Nói thiệt kìa, để thôi chị tưởng giỡn đó. Nó chơi với tiền này là tiền trái cây của anh chị này nè chị. Một lần mấy tỷ bạc gì đây nè. Điếm mà mướn rồi em điếm gì đó. Bán trái cây á. Là trời, điếm tiền mà điếm không chịu nổi đó. Cho nên em qua cho chị coi tiền đó. Tiền Campuchia, tiền Việt. Tiền Campuchia á chị, đây nè. Ảnh chỉ cho em một cái giỏ. Kêu em cái thích tờ. Bây giờ máy bay cả nhà ha, tính quay đếm tiền xong cho cả nhà xem mà bây giờ đếm hết nổi rồi cả nhà ơi. Đây là tiền Campuchia, cả nhà xem nãy giờ cũng vui ha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh của Bùi Trung Đẳng nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ha, bye bye. Bữa nay dễ đi nè, đi chợ bán đồ á, dễ coi.